Sáng hôm nay em cập nhật clip một cặp bò đực nha anh chị. Bò này thì dòng F1 đó, thì nói chung là bò thiếu nuôi anh chị, bò bê mà thiếu nuôi đó. Bò giờ rẻ quá anh chị ơi, nó hai con nào cũng tầm mét cứng mét hết anh chị đó, bao ăn uống bao tặt lỗi cho anh chị luôn đó. Chân móng lưng thẳng tròn dài, lông da thì sắc lẻm luôn anh chị, móng sò bao xuống lún xuống luộc cho anh chị luôn, giá cực kỳ rẻ luôn đó. Chân là móng chỉnh anh chị đó. Dẻo dẻo bò anh chơi đó, thì dẻo dẻo thì mình giá rẻ. Thì bò thì bên chủ sẽ bao ăn uống bao tặt lỗi cho anh chị đó. Thì anh chị gần xa thích cặp bò đực giá rẻ này thì liên hệ. Thì nếu mà bắt một cặp thì giá là 16 triệu nha anh chị. 16 triệu thì anh chị nào bao xít trong phạm vi 50 cây nha anh chị, trong thành phố Tân An. Anh chị nào gần xa thích cặp bò đực BF1 giá rẻ này thì bao đặt lỗi bao ăn uống cho anh chị luôn, giá 16 triệu. 16 triệu là bao xít trong phạm vi 50 cây nha anh chị. Đó, con nhỏ nhất thì cũng tầm mét anh chị ơi, mét là tầm giữa lưng. Còn con kia thì con cao lớn hơn thì nó hơn chút, nó tầm mét mốt quy đầu. Đó. Thì giá này mà quá yêu thương để cho anh chị về nuôi có lợi nhuận. Cho anh chị thấy giá cao hợp lý thì liên hệ trao đổi mua bán.